vai diễn và vai quảng cáo. Cả cuộc đời mình, nam diễn viên Tể Tướng Lưu Gù, Lý Bảo Điền không quay một quảng cáo nào, ngay cả khi được mời với mức thù lao lên tới 20 triệu tệ hơn 70 tỷ đồng, ông cũng từ chối. Lý Bảo Điền nói, nếu tôi nhận lời đóng quảng cáo, người xem sẽ lẫn lộn giữa hình ảnh của nhân vật tôi đóng trong phim và hình ảnh của nhân vật của tôi trong quảng cáo. Như vậy là có lỗi với nhân vật đã đem cho tôi vinh quang và hạnh phúc. Đa phần quảng cáo mời tôi đóng là quảng cáo dược phẩm. Tôi đã bao giờ uống những thuốc ấy đâu, tôi không biết chúng có lợi, có hại thế nào. Tôi không lừa dối khán giả được, họ có thể vì tin tôi nên mới mua thuốc. Tôi phải xứng đáng với lòng yêu mến của họ, không thể có lỗi với họ. Facebook Tuấn Mai SG.